chết tôi Chính, rồi. Chính, con không rối thôi, Chính làm gì Chính đó. Sao không rối? Nè, bây giờ con hỏi Chính là bao lâu rồi Chính chưa đi khám tổng quát? Mới đây thôi. Mới đây là bao lâu? 4-5 năm gì đó. Trời ơi, 4-5 năm mà mới đây. Xin lỗi Chính nha, con My nhà con nè, 6 tháng là cho nó đi khám tổng quát một lần, 6 tháng là đi chích ngừa rồi. Đó, ít ra hả con My nó còn đều đặn. Chính là hả mấy năm rồi mà hả chưa có đi khám gì hết, ở đó mình lo. Nhưng mà tôi không có bệnh, tôi rất là kỹ lưỡng, thấy không? Tôi mượn kèm mà tôi phải lựa người mà. Trời ơi, nghĩ sao đưa kèm của con mèo mà đưa cho tôi cắt. Tôi nói trước rồi nghe chưa? Bây giờ tôi đi khám tổng quát nha. Tôi mà bị bệnh gì hả là từ con mèo mấy người lây ra, là mấy người nửa đời còn lại phải nuôi tôi đó. Chuyện tình là xui quá. Vậy đi khám liền đi Chính ơi. Đi liền đi Chính. Trời ơi, đó trời, Chính bỏ cái tật. Chừa cái tật hả, không có chịu hả, mà đi mua kèm. Qua đây đặt người mượn mồm. Kỹ lắm. Trời ơi, quên nữa, thấy không? Vô cái quán này một cái là tôi lơ đẳng một cái là tôi quên cái người mà tôi nghe chịu không nổi. Trời ơi, iPhone X ơi. Biết khi nào chị mới có cơ hội mà chị sở hữu em. Em là của chị, em về với đội chị đấy ta. Alo. Dạ, chào chị. Xin hỏi đây có phải là số máy của chị Duyên không ạ? Đúng rồi. À, đây là số máy của Duyên viết dởm. Ai vậy? Xin chúc mừng chị đã may mắn trúng giải nhất của đợt quay số tri ân khách hàng của công ty chúng tôi. Giải thưởng của chị là một chiếc điện thoại iPhone X trị giá 23 triệu đồng. Chị bị sao vậy chị? Em ơi, có thể nói chậm lại cái đoạn cuối cùng được không? Cái câu cuối cùng á. Chính xác đó chị. Chị đã may mắn trúng một chiếc điện thoại iPhone X trị giá 23 triệu đồng. Chị rút kinh nghiệm, chị la nhỏ hơn cho em đỡ giật mình. Vậy là chị trúng thưởng điện thoại iPhone X phải em? Cái mà sexy quyến rũ mà mình có thể lướt điện thoại chụp hình đẹp quá trời luôn phải không em? Chính xác đó chị. Trời ơi, may mắn chị hôm nay là ngày gì á trời ơi. Ủa em cho chị hỏi cái, nhưng mà làm sao để chị nhận thưởng? Chị nhận thưởng ở đâu hả? Rồi có cần mặc đồ đẹp không? Hãy lên nhận thưởng á. Trong vòng 24 giờ chị sẽ nhận được giải thưởng. Nhờ chị nhắn tin địa chỉ để chúng tôi giao giải thưởng đến tận nhà cho chị ạ. Được, ok. Chị sẽ nhắn địa chỉ liền. Vậy là trong vòng 24 giờ em yên tâm chị không ngủ luôn. 24 giờ chị mở mắt to, chị ngồi chị chờ. Rồi chờ em giao cái điện thoại iPhone X cho chị. Dạ vâng, vì đây là hàng xách tay từ Mỹ về, nên chị nhận điện thoại iPhone X thì chị phải đóng phí xách tay là 5 triệu đồng nha chị. Hả? Ủa em ơi, chị trúng thưởng rồi mà sao tự nhiên đóng 5 triệu là sao em? Dạ chị yên tâm, khi nào nhận được giải thưởng thì chị mới đóng. Nhưng mà giờ 5 triệu chị không có. 5 triệu tiền mặt thì nhiều quá, chị không có ở đây. Có cách nào mà ví dụ như mình nhận mà mình không phải đóng không em? Nếu chị không nhận giải thưởng thì bắt buộc công ty chúng tôi sẽ chuyển giải thưởng cho khách hàng khác ạ. Vậy hả? Rồi. Nói chung là em ơi, cái điện thoại là chị trúng đúng không? Là em chỉ được giao cho chị thôi nha. Đừng có giao cho người khác nha. Yên tâm chị, nói chung là chị sẽ cố gắng là chị lấy điện thoại nha. Chúng tôi sẽ gửi hàng đến cho chị trong vòng 24 giờ. Rồi, cảm ơn em. Bye bye em. Ôi trời đất ơi. Ôi vậy là cuối cùng mình cũng có thể sở hữu được iPhone X. Nhưng mà bây giờ kiếm 5 triệu đâu ra ta? Trời ơi, bây giờ làm sao để có 5 triệu đi ta? Rồi, con heo đất. Em mua cho con heo đất. Em mua cho con heo đất. Y-a. Heo không cần ăn kem. Heo không cần ăn cam. Heo chỉ cần em bế trên tay. Em không cần ăn kem mà. Em không cần ăn cam mà. Em để dành tiền đó bỏ cho heo mỗi ngày. Na na na. Nè
này Heo ơi, ngoan nha. Nghe Heo. Ôi chắc dướng quá, dướng quá. Chà, coi bộ tháng này bỏ nhiều hơn á, cho nên hơi dướng dướng à. Rồi, ngoan nha Heo ơi. Heo ơi, tôi thương con. Trời ơi, cái con nhỏ ăn no quá mà đầy bụng khó tiêu luôn. Ở cái con đó phải vậy. Tư. À, cất cho Tư, cất giùm Tư. Dạ. Để chỗ Tư hay để á. Dạ, đây. Ừ, để nó đi. Dạ. Có quán. Tư đi công chuyện chút tư về. À dạ, Tư cứ thoải mái đi công chuyện đi, đi cả ngày cũng được nữa Tư. Ủa sao đi cả ngày rồi đây ai phụ con bán? Trời, ai phụ cái quán này, từ đó giờ một tay con lo bung co vậy chứ mà phụ được nhiêu. Thiệt, nói chứ con nói vậy thôi. Tư là Tư đã hả cho con công việc này thì con phải làm sao cho có tâm chứ Tư mới giữ con lại. Tư thoải mái đi, quán xá để con lo cho. Trời đất ơi. Trời, con bé này sao hôm nay nó tử tế tôi quá vậy trời. Bình thường tôi nói đi 10 phút mình là mày réo với tôi về rồi, bây giờ kêu muốn đi nhiêu cũng được. Đó là réo là tại vì nhớ thương. Nói chứ con biết Tư giờ có tuổi, nhiều khi Tư đi công chuyện Tư đi tản bộ thoải mái cho nó khỏe. Chứ thuê người làm chi mà về đây tự nhiên cái mình bán chi cho nó cực. Thấy không? Con bán cho bàn, con lau ghế, con dọn cho Tư chỉ việc á. Nói chung là tới tháng đó Tư trả lương cho con, còn mua gì cả quán để con lo. Hả con ơi? Thôi vậy giờ con nói vậy tự nhiên Tư cảm thấy yên tâm. Dạ. Tư giao với quán cho con. Dạ. Tư đi công chuyện xíu Tư về đi ha. Dạ. Tư đi nha. Dạ. Đi thông thả hả Tư? Ờ. Mùi tiền đó thơm phức. Nặng nha. Tư ơi, con mượn tạm con heo của Tư, nhưng mà con sẽ trả lại cho Tư con heo y chang như vậy, bởi vì con phải đón em iPhone X về với con thôi Tư à. Không ngờ con heo của Tư nó lại hơn cả 5 triệu. Ủa? Chính hả? Qua nào không hú tiếng gì hết trơn vậy Chính? Tiền đâu mà đếm nhiều quá vậy? Ủa? Có tiền gì đâu Chính? Trời ơi, tao đâu có đuôi. Nè, tiền nữa ha, mà để xa 3 cây số hả Chính? Liếc Chính không biết là trong đó là có tờ giấy nào đó. Nè, hồi nãy tới giấy rồi nghe, tờ giấy 50 rồi tờ giấy 500. Mà một sắp đó là tiền, nó phải tiền thiệt. Dạ. Ây da, đau. Nghe ai nói vậy hả? Nghe ai xúi dại vậy? Nè, chết đi con, nghe. Gan quá vậy, sao dám kêu tiền giả? Trời ơi, tội chết rồi. Phạm pháp nha con. Khoan Chính, con đâu làm gì đâu, tự nhiên Chính nó cũng phạm pháp là sao? Không làm gì hả, mày in ấn, mày tàn trữ tiền giả, mày nó không phạm pháp hả? Ủa, Chính nói gì thế ghê vậy Chính? Ủa, vậy Chính ta hỏi nào, hồi nãy mày nói tiền phải không? Dạ đúng rồi. Mà không phải tiền thiệt phải không? Dạ đúng rồi. Thì là tiền giả chứ còn gì nữa. Trời ơi, sao mày dại dột vậy? Nè con nghe, con có biết á, luật nhà nước hay chưa? Mà con tàn trữ nè, rồi con in ấn tiền giả nè, tù, gỡ lịch mệt lắm nha con. Nha, mà cuộc đời của con á nha chưa? Mà con vô tù, đến khi con ra tù là đầu của con là tóc trắng nó nhiều hơn tóc đen nha. Mà chưa kể là ăn cơm tù khổ lắm nha con. Đúng rồi. Ui. Sao mà Chính rành dữ vậy Chính? Sao không rành? Trời ơi. Trời ơi. Chính từng đi tù rồi phải không? Trời ơi Chính ơi, con không ngờ luôn á, một cái người như Chính. Wow, một người như Chính mà từng vào tù ra khám không Chính?
con nghĩ nha, cỡ như chín, trời ơi, chín chín, trời ơi, vô tù chín lần rồi phải không? Hèn chi đầu tóc là chín hay đi nhuộm tóc nhiều là chắc là cũng có cộng bạc là cộng đen cho nên mới phải đi nhuộm nhiều tới như vậy. Trời ơi, mà vì cái tội gì, có phải là cái tội mà đánh ghen không chín? Trời đất ơi, con không ngờ luôn á, chắc là hả chín là đánh ghen người ta xong rồi hả chín mới cào cấu mặt xong rồi quay livestream rồi tung lên mạng cho nên mới bị bắt chín tội đúng không? Trời không ngờ cái mặt chín là trời đất ơi. Bà chính này bà ghê thiệt, không ngờ lâu lâu mới nghe được cái chuyện đóng trời vậy. Cái gì vậy anh không biết đâu, từ từ đi ra liền. Ôi, chuyện đóng trời mà không nghe tức quá. Nè, mày vừa phải nghe nha, tại sao không cho tôi nói mà phủ vô đầu tôi vậy hả? Nói tôi ở tù tôi tù nào cái tên ông tát, cái tát xối xả nghe tát mà không ngờ nghe tát mà nó mỏi tay phải biết chưa? Biết tao đó 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 cứ vậy là đi vô đó đâu tụi đó quánh đi vợ thôi thôi nói tầm mấy tầm mà ai nói với mấy người là tôi ở tù tự nhiên chính hả rành cơm tù chứ nói là cơm tù không có ngon tưởng là chính vô trọng rồi chính ăn chứ mấy miếng nó không ngon chính lo cho mày thôi chứ mày nghĩ đi ở trong tù mà làm sao mà ăn ngon ăn sướng được ở trong tù phải ở ngoài nó tự do tự tại làm phạm pháp vô tù ở là khổ lắm con hiểu không ý là chính lo cho con thôi chính làm gì mà ở tù chính là một người công dân lương thiện chưa hề phạm pháp thôi. Ủa nhưng mà nó nghe nè, con đâu có làm gì phạm pháp đâu mà tự nhiên chính nó con sao? Ở tù không phạm pháp hả? Thì cái tiền hồi nãy là tiền gì? Không phải là tiền thiệt thì tức là tiền giả, mà tiền giả thì tức là phạm pháp rồi còn gì nữa. Đúng rồi, hồi nãy con có nói là không phải tiền thiệt đó, thì bởi vì đó là vàng mã. Tiền vàng mã con mua cúng cô hồn thôi chứ có cái gì đâu. Vàng mã hả? Dạ cúng cô hồn. Ờ. Ủa cô hồn qua rồi mà. Tôi chị Tư bình tĩnh đi. Nó nói như là có ông của Tư vậy đó. Không, con mà đã đặt ra là đứt khúc rồi. Nhưng mà chị Tư phải đưa con chứ không thấy đâu mà. Sao không có miếng thịt đâu vậy?